Như vậy các bạn đi qua cái nhóm là các hàm về chuỗi. Như vậy chuỗi nó có cái gì? Chúng ta có left, right, mid, land và trim. Như vậy left là gì các bạn? Cái lấy số ký tự bên trái của chuỗi. Num charts là số ký tự cần lấy hay là cần cắt. Số này lớn hơn hoặc bằng 0. Chỗ này có hoặc bằng 0 nữa. Bằng 0 có nghĩa là không gõ gì hết. Được chưa? Và chỗ này đúng ra chỗ này nó phải là dấu ngoặc vuông chỗ này nè. Đó. Cấu trúc hàm đúng là như thế. Và tương tự ở phía dưới cũng vậy. Right. Rồi, nhưng mà cái mid thì không có nha. Mid, land và trim là không có. Chỉ có hàm left và hàm right là có cái dấu ngoặc vuông này thôi. Vậy là dấu ngoặc vuông này là cái gì? Tham số num char này là cái gì? Có cũng được, không có cũng được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ ví dụ. Người ta nói nè, điền dữ liệu vào cột loại hàng, biết rằng loại hàng là ký tự cuối cùng của mã hàng. Vậy cái này loại mấy? Loại 1. Loại 2. 1, 2, 2, 1, 1. Vậy thì mình lấy ký tự cuối. Ký tự cuối là nằm phía bên nào? Bên nào của chuỗi đây? Bên phải. Bên phải là dùng hàm gì? Right bằng right của mã hàng. Lấy mấy ký tự? Một ký tự. Thì các bạn thấy là num char người ta để ở đây là trong dấu ngoặc vuông. Vậy thì bạn đóng ngoặc ngay ở đây cũng được, nó vẫn lấy ra số 1. Bạn thêm ở đây B3.1 cũng giống nhau. Như vậy thì cái ở phía sau đó là có cũng được, không cũng cũng được. Và tại sao mình thấy số 1? Hôm trước mình nói là kiểu số thì nó sẽ nằm ở đâu trong cell? Bên phải. Mà tại sao số 1 này nó lại nằm bên trái? Tại vì cái hàm right của chúng ta nó trả về kiểu chuỗi. Vậy thì cái 1 mà chúng ta thấy này nó là chuỗi chứ không phải là số. Được chưa? Như vậy thì giả sử bây giờ thầy có ở đây một số 1 nè, thầy sẽ dùng bằng xem thử số 1 này nó có bằng số 1 này hay không. Nó bảo là không, không bằng nha. Để sau này mình làm so sánh đó, là các bạn nhìn thấy số 1 ở đây, số 1 ở đây, nhưng mà thực ra hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Khác nhau cái gì? Các bạn học tin học thì các bạn sẽ quan tâm đến cho thầy cái này. Bảng mã ASCII. Sau này chúng ta gặp tương đối nhiều. Bảng mã ASCII. Để thầy tìm cái bảng cho nó lớn tí xíu. Ok. Đây bảng mã ASCII. Các bạn thấy nè.
Đây là một cái số thể hiện từ 0 cho đến 127. Thì cái ký tự tương ứng là char. Char nè, là ký tự tương ứng nè. Như vậy mình coi số 1. Số 1 nha. Số 1 thì nó là 49. 49. Vậy chữ 1 là bao nhiêu? Ký tự là chuỗi á, là bao nhiêu? Thì cái chỗ này các bạn thấy là bảng mã ASCII. Rồi 40, 41, tức là 65 bên phần thập phân là chữ A hoa. Và chữ A nhỏ là 97. Như vậy mình xem cái bảng mã ASCII của từng ký tự nó là bao nhiêu. Đó, bảng mã ASCII của từng ký tự là bao nhiêu. Thì chỗ này cái mã của số 1 và chữ 1 này khác nhau, cho nên là hai cái này nó không có bằng. Rồi tiếp tục, chúng ta lấy xuống dưới thì chúng ta có được loại hàng. Bây giờ người ta nói nè, điền vào dữ liệu tên hàng, nếu ký tự đầu của mã hàng là R thì điền là radio, nếu chữ T điền là TV, ngược lại là cassette. Bây giờ mình bỏ qua hai cái kia đi, một là radio, hai là TV cái đã. Vậy thì làm sao mình lấy được ký tự đầu? À, led. Như vậy ở đây mình sử dụng hàm if bằng, nếu ký tự đầu là phải dùng led. Mình kết hợp hai hàm vô. Nếu led của mã hàng bằng gì? R thì trả về là gì? À, radio. Còn nếu không, không phải R xét tiếp, bởi vì nó có hai trường hợp nữa, một là T, hai là chữ khác. Như vậy thì nếu như mà led B3 bằng R là đúng thì nó trả về là radio. Còn nếu sai thì làm sao? Chưa biết đúng không? Bởi vì còn đến hai trường hợp. Đúng rồi, thêm if nữa. Nếu như led của B3 mà bằng T thì trả về kết quả là TV, còn không phải TV nữa là gì? Cassette. Một ngoặc, hai ngoặc, một ngoặc cho hàm led bên, hàm if bên trong, một ngoặc cho hàm if bên ngoài. Như vậy chúng ta đã có được là radio hay là cassette. Đây, nếu như giá trị bên trái của mã hàng mà bằng R thì trả về là giá trị thứ nhất, là value 2. Đây là giá trị thứ hai nè, của cái hàm if đầu tiên nè, nguyên cả cái cụm đó luôn. Nếu như nó tìm ở phía trước bằng R mà không đúng thì nó sẽ đi tìm trong cái công thức, cái hàm ở phía sau. Trong cái hàm này nó lại xét tiếp, nếu như ký tự bên trái mà bằng T thì trả về TV, còn không thì trả về cassette. Được chưa? Các bạn thấy công thức chưa? Rồi các bạn ghi công thức lại giùm thầy, để tí nữa mình làm lại cái phần tên hàng xem thử nó ra đúng không.
hàm if này là if lòng nha. Nếu lúc nãy của chúng ta giá trị thứ hai là chỉ có một giá trị là chữ rớt thôi, nhưng bây giờ nó có đến hai trường hợp để xét, tức là trả về ba kết quả luôn, thì chúng ta phải dùng if lòng. If lòng if sao này có nhìn thấy chữ mẫu đâu vậy? Ghi xong chưa? Rồi, enter, copy xuống. Cassette đúng không? Chữ C là cassette, chữ T là TV. Rồi, tiếp tục người ta nói thuế là gì? Nếu ký tự thứ hai của mã hàng là C thì tính thuế là 10.000. Ngược lại thì không tính thuế. Hàm if này thì lại đơn giản hơn, là chỉ có hai giá trị thôi, một điều kiện là chỉ có một if thôi. Như vậy thì nếu ký tự thứ hai của mã hàng là C thì là 10.000. Làm sao lấy ký tự thứ hai đây? Hàm mid là medium, middle đó. Các bạn chọn là bằng, nếu ký tự thứ hai MID của B3 phải, mình lấy từ ký tự thứ mấy đây? Mình lấy chữ C này, mình lấy từ ký tự thứ mấy? Ký tự thứ hai. Lấy bao nhiêu ký tự? Một ký tự. Rồi, nếu như cái kết quả mình lấy ra mà nó bằng chữ C đúng không, thì trả về là 10.000, còn không là bằng không. 10.000 còn nếu không thì bằng không, bằng không là tự động nó đánh dấu thành dấu trừ, là trong kế toán quy định như thế. Còn nếu mà chúng ta muốn thiết lập nó ra số 0 luôn thì chúng ta chỉ cần đổi chỗ này lại thành là general và tự động nó ra không, được chưa? Đó. Còn không thì các bạn chọn để currency hoặc là accounting thì nó sẽ ra là đồng, vân vân, tùy các bạn thiết lập lại. Như vậy chúng ta có là xong cái phần này. Các cái hàm liên quan đến left, right, mid, len là gì, trim là gì? Len
là độ dài chuỗi. Độ dài chuỗi, ví dụ đây là một chuỗi nè, hai chuỗi nè, ba chuỗi nè, bốn chuỗi, năm chuỗi nè, ở đây là 1, 2, 3 nè, mình lấy len thử coi, bằng len của chuỗi này bằng mấy? Bằng 3 ký tự. Giả sử là mình len của cái chuỗi tên hàng là D3. D3 mấy ký tự? Radio 5 ký tự. Kế xuống nè, TV là 4, radio là 5, cassette là 9. Biết được len chưa? Rồi, len. Ok. Rồi, giả sử theo các bạn, chữ radio này và chữ này giống nhau không? Rồi, thử xem ha. Ví dụ chỗ này thầy bằng TV, bằng TV, đúng. Chỗ này bằng radio, bằng radio, sai. Tại sao? Tại sao sai? Tại vì khi các bạn gõ dữ liệu là có một số bạn cứ ưa là gõ xong cách một cái rồi mới enter, hoặc là vô đầu dòng gõ cái gì đó, ví dụ như gõ chữ Phú Lâm, cách một cái Phú Lâm, nhìn như vậy đố ai biết mà dư hay không dư, đúng không? Cho nên chúng ta dùng hàm trim. Trim, công thức này bỏ qua đi. Bây giờ thầy sẽ bằng trim của cái radio trước này đóng ngoặc lại, tức là cắt đầu cắt đuôi những ký tự trắng, cắt đầu cắt đuôi, và chúng ta làm lại bằng radio, bằng cái radio sau này nè là đúng, bởi vì mình cắt ký tự trắng đầu rồi, cắt ký tự trắng đuôi rồi, thì nó còn lại chữ radio thôi. Như vậy khi các bạn làm bài đó thì đôi khi nó ra cái kết quả sai thì cũng chưa chắc là công thức mình sai nhé, phải coi dữ liệu của mình như thế nào. Như vậy chúng ta đã làm xong các cái hàm liên quan đến dạng chuỗi rồi, các bạn mở ra làm lại cho thầy cái bài tập.